Ăn đây lẹ em quay nè. Ăn xong rồi phải khen trong video nè. Ngon mà. Đấy là ngon rồi. Nhưng mà bữa sau mua cái mì mỏng á, cái mì xanh xanh của Tâm á mới ngon. Cái mì này không có ngon bằng cái mì của Tâm. Nè, nước chưa sôi. Ok. Mày đi làm á hả mua? Rồi ăn đi nói. Ngon không? Ngon quá đi. Ngon quá đi.